Mến chào cô chú, anh chị quý nhà đầu tư. Chào mừng cô chú anh chị đến với kênh YouTube Quỳnh Thọ Bất Động Sản, nơi chia sẻ video bán nhà đất thực tế cùng với những cơ hội đầu tư hấp dẫn. Nếu cô chú anh chị quý nhà đầu tư có nhà hoặc đất cần bán, xin hãy liên hệ vào số điện thoại hoặc là Zalo hoặc là WhatsApp 0828367167. Trước khi xem video, cô chú anh chị quý nhà đầu tư đừng quên bấm nút like cũng như đăng ký miễn phí để cập nhật video bán nhà đất mới nhất nha. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với video ngày hôm nay. Video có mã số là 1040 nha cô chú chị. Đây là một lô đất có diện tích trên giấy tờ là 49.035m2 nha. Lô đất này tọa lạc tại xã Long Thuận, xã Long Thạnh nha quý vị, xã Long Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An nha. Lô đất này có mặt tiền đường đá xanh lên đến tầm khoảng 208m nha, tầm khoảng đó nha cô chú chị. Một cạnh chạy thẳng dài vô là 252m, một cạnh là 247m nha. Lô đất này rất là đẹp nha, vuông vức nha cô chú chị. Và có hướng phong thủy là hướng chánh tây nha. Phía trước có bờ, có con kênh sáng nha, rộng tầm khoảng 13m nha cô chú chị. Cặp chính giữa lô thì chủ nhà có làm một cái chòi để chứa đồ vật tư nông nghiệp rồi nha cô chú chị. Thì xung quanh cũng có nhà dân nha, bên trong thì cách một hai lô ha, thì cũng có nhà dân nha cô chú chị. Lô đất này thì đường xe hơi ô tô nha, xe tải nhẹ có thể vào đất được nha. Khu vực này thì người dân có thể canh tác lúa ba vụ vẫn được nha. Thì có một số lô thì một tí nữa đối diện qua là một cái khu vực này là canh tác ba vụ rất là nhiều luôn nha cô chú chị. Hiện tại thì cái cánh đồng bên đây thì hộ nào muốn làm nông nghiệp ba vụ thì làm, còn không làm thì cứ lấy nước vào để xử lý cho cỏ không lên nha. Đối diện qua cô chú anh chị thấy nguyên một cái cánh đồng bên đây màu xanh vàng, màu xanh rất là đẹp nha. Khu vực này là nước ngọt quanh năm nha cô chú anh chị. Cách quốc lộ N2 tầm khoảng 4,5km nha. Cách ủy ban nhân dân xã Long Thành cũ nay là Tân Long á, tầm khoảng 4,5km nha. Thì nếu mà cô chú chị đi đường quốc lộ N2 vào kênh 10 thì vào đất thì tầm khoảng 10km nha. Đường là thông nhiều hướng nha cô chú chị. Cách khu công nghiệp Việt Phát 1.800 hecta tầm khoảng 10km. Cô chú chị đi về từ hướng ngã ba Bình Ảnh về thì tầm khoảng 20km nha. Còn Đức Hòa về tầm khoảng 30km, Bến Lức về tầm khoảng 36km, Bình Chánh về tầm khoảng 46km và Nguyễn Văn Linh thì tầm khoảng 47-50km thôi nha cô chú chị. Đất này thì cô chú chị có thể canh tác nông nghiệp nè, hoặc là cô chú chị cho thuê để canh tác nông nghiệp, hoặc là lên clip trồng cây ăn trái, làm vườn hay là chăn nuôi trang trại cũng rất là được nha cô chú chị. Mặt tiền là khoảng là 208m ha. Lô đất rất là đẹp luôn nha cô chú chị. Trong sổ diện tích công nhận là 49.035m2 nha. Thì trên màn hình cô chú anh chị, đây là cái hình dạng thửa đất nha. Em vẽ mang tính chất tham khảo để cho cô chú anh chị quý nhà đầu tư hình dung hiểu rõ nha. Cặp bên mé tay phải màu xanh xanh á, thì đó là lô đang canh tác vụ 3 nha. Thì hiện tại cánh đồng này chuẩn bị xạ vụ đông xuân rồi nha cô chú chị. Thì hiện tại thì quay thì hơi có nước, thì cô chú chị nhìn thấy màu nước nguyên một cái cánh đồng, còn cái cánh bên đây người ta canh tác ba vụ nhìn rất là đẹp nè cô chú chị. Thì nhiều khi cô chú chị về coi thì cánh đồng này bắt đầu chuẩn bị xạ vụ ba luôn rồi nha cô chú chị. Sổ sách sổ hồng riêng nha cô chú chị. Quý đầu tư xem sản phẩm ok hợp nhãn thì có thể về xem đất thực tế nha. Đó, nguyên cái cánh đồng mé bên tay phải là đang canh tác lúa ba vụ ha. Bên tay trái thì người dân xả nước vào ha, ngập nguyên cánh đồng ha. Thì chủ kêu bán á 49.035m2, thì cô chú chị có thể kiểm tra mua úp sổ hoặc là mình đo đạc theo tài nguyên môi trường nha. Thì chủ bán với giá là 250.000 trên 1.000m2. Xin lỗi nha, 250 triệu trên 1.000m2. Thì 1 mét vuông là 250.000 nha cô chú chị. Thì cô chú chị có thể nhân lên ha, 4 mẫu thì nó ra là 10 tỷ rồi. Một mẫu kia nữa là 12 tỷ rưỡi nha. Thì trong giấy là 49.036m2. Thì cô chú chị có thể đo đạc theo tài nguyên môi trường cũng được nha. Sản phẩm này rất là đẹp nha cô chú chị. Lô đất gần 5 hectare nha.
Giá bán chính chủ là 250.000 trên 1 mét vuông nha cô chú chị. Cứ 1 hecta là 2 tỷ rưỡi nha. Những cái lô đất đẹp như thế này cũng cực kỳ hiếm hoi luôn. Và hướng phong thủy của lô đất này là hướng chánh tây nha. Khu vực này thì những cái lô lớn 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 như thế này thì cũng rất là ít người bán nha. Ai mà tìm kiếm một lô đất để làm vườn hoặc để dành làm tài sản tích lũy sau này thì có thể chọn lựa những lô như thế này, mình mua để đó rất ok nha. Mình có thể cho thuê lại cũng được nha. Thì khu vực này giá cho thuê dao động từ 12 đến 15 triệu trên 1 hecta trên 1 năm nha. Thì 5 hecta này thì cô chú chị cứ nhân lên ha. Nếu 15 triệu thì mình nhân lên thôi. Thì 2 mẫu ra 30 triệu nha. Thì 4 mẫu ra 60 triệu, khoảng 75 triệu trên 1 năm cho gần 5 hecta nha cô chú chị. Cô chú anh chị quý đầu tư xem video cảm thấy ok hợp nhãn thì có thể liên hệ vào số điện thoại 0828 367 167 và gặp em là Quỳnh Thọ nha của chú chị. Thì bên em còn rất là nhiều sản phẩm bất động sản luôn. Nếu cô chú anh chị quý đầu tư muốn tìm hiểu về thị trường bất động sản theo khu vực thì cứ alo em sẽ sắp xếp thời gian cho cô chú anh chị xem đất thực tế nha. Những cái sản phẩm bất động sản bên em đều là những cái sản phẩm chính chủ hết. Ai là người đứng tên đất, ai là người quyết định giao dịch thửa đất là cô chú anh chị sẽ gặp được ngay người đó nha. Và bên em cũng theo sát hợp đồng cô chú anh chị luôn, từ lúc cô chú anh chị quyết định đặt cọc nè, đi công chứng nè, đến lúc mà cô chú anh chị cầm được sổ hồng trên tay nha, hỗ trợ pháp lý nè, kiểm tra quy hoạch ha, rồi nói chung là tất cả những thủ tục liên quan về bất động sản nha cô chú anh chị, thì bên em đều hỗ trợ hết. Thì nếu mà cô chú anh chị có nhu cầu thì cứ alo anh em. Những cái sản phẩm bất động sản như thế này cực kỳ hiếm hoi. Cô chú anh chị có thể mua chọn lựa ha. Lô nói chung là lô lớn nha. Lô này thì tới gần 5 hecta. Sài Gòn Nguyễn Linh về tầm khoảng 47 km, Bến Lức về tầm khoảng 36 km, Đức Hòa tầm khoảng 30 km nha. Đối với cô chú anh chị khu vực Đức Hòa thì có thể đi theo quốc lộ N2 về tới đường Kinh 10 ngay chỗ vị trí đèn xanh đèn đỏ mới làm á, hướng về xã Long Thành cũ nha. Rồi từ đó rẽ vào cũng cực kỳ gần luôn. Muốn biết vị trí khoảng cách thì có thể về ngay chỗ khu công nghiệp Việt Phát 1.800 hecta, ngay chỗ vị trí giữa giao lộ giữa DT 88 và giao lộ của N2 nha. Ngay vị trí đó là khu công nghiệp Việt Phát nha cô chú chị. Thì từ khu công nghiệp Việt Phát về tầm khoảng 10 km thôi nha. Còn cô chú chị khu vực Nguyễn Văn Linh thì có thể đi theo quốc lộ 1A về hoặc đi đường Nguyễn Hữu Trí về thị trấn Bến Lức ha. Rồi mình chạy qua cầu Bến Lức tầm khoảng 5-6 cây km có đường tỉnh lộ DT 88 nha. Cô chú chị chạy về hướng về quốc lộ N2 khu công nghiệp Việt Phát thì cô chú chị có thể lên Google ha, coi thử từ nhà mình đến khu công nghiệp Việt Phát là bao xa, mình cộng thêm 10 km nữa tới đất nha cô chú chị. Sản phẩm này là rất là ok, cực kỳ đẹp luôn. Đường đá xanh, xe hơi, xe tải nhẹ nha cô chú chị. Nhìn nước mênh mông vậy chứ đất rất là gò nha. Do là mình bên chủ nhà lấy nước vào để xử lý cỏ nha cô chú chị. Được phía trước là có view kênh, view sông nữa. Thì em đo hạo cái miếng đất này là khoảng 51.000, nói chung là 51.000 mấy trăm lận. Đo này nó hơi trùm lộ giới một tí nha cô chú chị. Thì hiện tại trong sổ thì diện tích công nhận là 49.035 mét vuông nha. Thì cô chú chị có thể mua đo đạc theo tài nguyên môi trường cũng được nha. Thì nó tầm đó, miếng này khoảng 5 mẫu nha. Hiện tại diện tích công nhận là 49.035 mét vuông. Thời hạn sử dụng 15 tháng 10 2033. Nhiều cô chú chị hay hỏi em về vấn đề thời hạn sử dụng đất nha. Và cái vấn đề nữa là nguồn gốc đất thì cô chú chị phải kiểm tra chỗ là nhận chuyển nhượng công nhận quyền sử dụng đất nha. Cái nguồn gốc đất cực kỳ quan trọng luôn. Cái hai là thời hạn sử dụng đất thì đến 2033 thì cô chú chị đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền, mình đóng dấu gia hạn thôi, mất 1-2 ngày thôi là có sổ thôi chứ không có vấn đề nha. Thì đóng thêm khoản phí tốn nói chung không bao nhiêu tiền đâu nha cô chú chị. Thì tốn chút đỉnh thôi, mấy chục ngàn à. Trên màn hình cô chú anh chị đây là cái nói chung là ngày xưa cái thửa đất này là ba bốn thửa nha. Thì chủ nhà đã điều chỉnh hợp thành thành một thửa nha. Đây là phần kiểm tra quy hoạch, đất này là màu vàng vàng, đó là quy hoạch đất lúa nha. Thì có thể tuyến đường này cô chú anh chị về mà làm cái nhà vườn, nhà tiền chế, nhà cấp 4 nhỏ nhỏ về ở cũng được nha.
ở quê thì cũng rất là đơn giản về vấn đề này nha cô chú chị. Là một cái nhà để chứa đồ vật tư để những dụng cụ lao động thì rất là bình thường, không có gì nha cô chú chị. Vừa rồi thì có một số như ở Đồng Nai đã có những chủ trương làm những cái nhà tiền chế trên đất nông nghiệp nha. Còn ở quê các khu vực này thì cực kỳ đơn giản luôn, không có vấn đề gì đâu nha cô chú chị. Trên màn hình của anh chị đây là hướng chánh tây, hướng của thửa đất nha. Em cảm ơn cô chú anh chị quý nhà đầu tư đã dành thời gian theo dõi video. Nếu thấy video này hay hữu ích đừng quên bấm nút like cũng như đăng ký miễn phí để cập nhật những video bán nhà đất mới nhất nha. Còn bây giờ hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những video tiếp theo. Em xin chào tạm biệt tất cả cô chú anh chị.